trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Chào quý vị, Đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về vận mệnh của một con người, của một cá nhân, đến vận mệnh của gia đình, rồi đến vận mệnh của quốc gia và thế giới. Chúng ta đã bàn qua về vận mệnh của cá nhân và vận mệnh của một gia đình. Và bây giờ tôi xin phép trình bày đến vận mệnh của một quốc gia. Kính thưa quý vị, một quốc gia nào, đất nước nào chúng ta đều có một cái vị lãnh tụ của cái đất nước đó, dù là chế độ này hay chế độ kia, thì chúng ta có một vị tổng thống, một vị lãnh tụ vân vân, chúng ta gọi một cách khác nhau, nhưng mà chỉ có một cái linh hồn, chỉ có một con người đứng làm nền tảng cho cái đất nước đó. Và tôi nói ví dụ như là đất nước Liên Xô thì chúng ta có ông Putin, và ở bên Trung Cộng chúng ta có ông Đặng Tiểu Bình. Ông Tập Cận Bình, xin lỗi, ông Tập Cận Bình. Và nước Mỹ chúng ta có ông Donald Trump. Thì kính thưa quý vị, ý chúng tôi nói ở đây rằng là vận mệnh của một đất nước cũng bị chi phối bởi vận mệnh của một cá nhân. Bởi vì vận mệnh một cá nhân đó, vị tổng thống đó, vị lãnh tụ đó, họ theo cái chu kỳ nhịp điệu của một cái cơ thể, của cái trí tuệ, của cái trí óc, để mà người ta vận chuyển vận suy, họ có những ý muốn và công việc họ như thế nào để họ phát triển cho cái đất nước của họ. Thì cũng giống như là một cá nhân của một người chủ gia đình như vậy đó, khi vận mệnh tốt xấu thì nó cũng là để mà chuyển hóa một gia đình, và vận mệnh quốc gia nó cũng vậy, cũng là như vậy. Và vận mệnh quốc gia thì nó có tính cách lớn hơn, nó gồm có nhiều vận mệnh của những người làm việc cùng với vị tổng thống đó, và những người làm việc đó có những cái số mệnh riêng của từng cá nhân một, và vận mệnh của một quốc gia thì nó sẽ chi phối vận mệnh của một cá nhân. Vận mệnh một cá nhân là chi phối đến cái sự sinh hoạt, sinh động của một cá nhân trong một cái cuộc sống mà thôi. Nhưng mà nhiều cái cá nhân thì nó tạo thành một cái nền tảng của xã hội nhiều. Và cái xã hội lớn thì nó làm cái nền tảng của đất nước. Và cá nhân, định mệnh của một cá nhân bị chi phối bởi định mệnh của một đất nước. Cho nên cái người làm chủ của một quốc gia, một đất nước, thì đó là việc vô cùng quan trọng để đem lại cái sự giàu sang, vinh nhục và cái sự thành bại của một cái đất nước đó. Nói chung là cái vận mệnh đó nó được thành tựu hay không là ảnh hưởng rất nhiều bởi cái vận mệnh của cái người làm chủ. Tôi nói ví dụ như đang là một cái sức mạnh uy dũng, nhưng mà qua năm sau bị bệnh, như thế là sẽ có những người khác để mà thay thế, và như thế là cái vận mệnh nó sẽ có sự dao động, nó sẽ khó sự thành tựu, và cái thăng trầm cũng như là cái vinh nhục, cũng như là cái sự thành bại, cũng như là cái sự sáng suốt, trí tuệ là cũng ảnh hưởng hoàn toàn đến quốc gia do cái cá nhân của người làm lãnh tụ đó. Cho nên chúng ta biết rằng là vị lãnh tụ đó có những quyền để làm cho đất nước mình phồn thịnh và nguy hiểm thành bại. Ví dụ như chúng ta thấy ở Bắc Hàn có một vị tổng thống trẻ, ông ta có những cái cá tính đặc biệt, và cái sự sống trong đất nước của ông ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái cá tính đặc biệt của ông là như vậy. Kính thưa quý vị, cá tính của con người là nằm trong một cái định mệnh của một con người. Tuy nhiên, làm chủ một gia đình thì cái cá tính, cái căn bệnh đó nó tạo thành cái định mệnh của một chủ gia đình, cũng như chủ một nhà hàng thì người chủ nhà hàng đó nó đang phát triển, tạo thành cái cơ sở của nhà hàng và làm vận mệnh của một quốc gia. Chúng ta thấy rằng là những người mà làm chủ một quốc gia, những người mà khỏe mạnh, thông minh, trí tuệ, có đức và có tài trí thì sẽ đem đất nước quốc gia đó thành công. Những người quốc gia nào mà có những vị tổng thống mà tàn ác, tâm địa xấu xa, nguy hiểm, mặc dù ông ta rất là giỏi, thế nhưng mà sẽ đem đến cho đất nước đầy những cái sự xô xát và căng thẳng, nó là như vậy. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Alo.
Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sang dương lịch ạ. Alo. Hello. Dạ vâng, hello. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sang dương lịch ạ. Dạ, 10. Ngày 10 tháng mấy? Tháng 9 năm 1957. 18 tháng 3 giờ rưỡi sáng. 18 tháng 9 18 tháng 9 năm 1957. 1957. Lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ? Alo. Xin cho biết lúc mấy giờ, sáng lúc mấy giờ? 3 giờ rưỡi sáng. 3 giờ rưỡi sáng rồi. À, tôi xin phép trình bày lá số này như sau. 3 giờ rưỡi sáng. Dạ vâng. Đây là người nam sinh vào ngày 18 tháng 9. 3 giờ rưỡi sáng. 957. Vâng, anh có thể cúp điện thoại để mà nghe cái dạng lá số được rồi nha. Tôi xin lặp lại, người nam này sinh vào ngày 18 tháng 9 năm 1957 vào lúc 3 giờ rưỡi sáng. À, người nam này có mệnh là mệnh Phát Quân. Đây là người phải nói rằng là người Phát Quân là người sắc phá tham. Sắc phá tham thì cần những cái sao nó khoa quyền lộc hoặc là có tả hữu về và tránh được kình đà. Trong lá số này ông tránh được không nhưng gặp kình, gặp đề kiếp. Đây là cái số tôi gọi rằng là cuộc đời cũng đầy những cái chân chuyên vất vả trong gai, nó đổi thay hoài, nó không được an bình, nó không được nhẹ nhàng như người khác nhé. Ông lập gia đình cũng vậy, lập gia đình cũng sống trong một cái tôi gọi là lúc nào cuộc đời cũng bận rộn, cũng có chuyện này đổi thay, nó không được an bình, nó không có bình an. Tiền bạc của ông thì kiếm tiền rất là cực khổ nha, kiếm tiền rất cực khổ, còn làm việc thì làm việc rất là hay, rất là giỏi, rất là căng thẳng, nhưng mà tiền bạc là không được tốt đẹp, mà đường vợ chồng thì lại căng thẳng. Tức là sống được bên nhau, sống được bên nhau bình đều, có con cái thì là một cái sự hay trong gia đình, là sanh con, từ khi sanh con ra thì gia đình bắt đầu phát triển và thành tựu. Nhưng đây là một lá số đầy chông gai, đầy sóng gió, đổi thay, không có hạnh phúc gia đình, nhưng mà hoàn tất được vai trò của người chồng, vợ chồng đầy đủ và sanh con đẻ cái đầy đủ và cực khổ về tiền bạc, cuối đời sẽ là cái người tương đối thành tựu một cách chung chung thôi, chứ không có đại phát. Số lượt số mệnh là như thế. Xin chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. Dạ. Em sinh ngày 6 tháng 2 năm 1987 lúc 11 giờ trưa. Sinh ngày 6 tháng 2 năm 1987. 11 giờ trưa. Rồi tôi xin giảng lá số này như sau. Tôi lặp lại, người nam sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1987 và 10 giờ trưa. Và đây là số mệnh của người nam này như sau. Người nam này thứ nhất là có một cái mệnh gọi là thiên đồng, ngũ hắc quyền, tuế phá song hao. Đây là cái người trước tiên hết là cái người có cái sự thông minh giỏi, bởi vì có cái văn khúc với xương khúc nó về đó, có hóa khoa về nữa. Tức là cái người tôi gọi là thông minh giỏi mà nhưng mà lành hiền lắm nha, lành hiền, chỉ có cái nhiệt huyết của sự làm việc và cái cương quyết của làm việc mà thôi. Sau này lập gia đình đó, sau này mà có lập gia đình đó, mới từ 31 rồi, cũng có thể đang tuổi sắp sửa thôi, nhưng mà người vợ sẽ là cái người đàn bà thay mặt gia đình để làm tất cả mọi sự cho tạo thành công cho gia đình. Người này nói chung là tiền bạc thì kiếm rất là tốt đẹp, làm việc thì rất khó khăn, nhưng mà tâm địa làm việc thì khó khăn, khó người làm chúng mình lắm, nhưng mà tâm địa là cái người tốt, giỏi và có cái sức sống đưa vào tạo sự thành công cho trần đời này. Người này là lúc nào cũng bận rộn, không bao giờ hài lòng đến thân phận cuộc đời của mình hết. Người vợ sẽ là cái người tài hoa giỏi và tháo vát mọi lo mọi chuyện gia đình. Đó là cái số mệnh sơ lược của người sinh ngày 6 tháng 2 năm 1987. Xin chúc may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.